nguyên một rừng cây luôn mọi người ơi. Đây là chùa Ngang Dừa. Mát mẻ quá trời luôn á. Hello anh chị em và bà con. Hôm vừa rồi em có đi vô nhà của ông bà ngoại á, vô tình em thấy được cây cóc nó mọc rất là nhiều trái luôn. Vậy nên hôm nay em sẽ quyết định làm một cái video mắm guốc xào với thịt ba rọi, ăn cóc chấm với cái đó. Trong video em cũng khuyến cáo những chị em nào có mang thai thì tốt nhất thì đừng có xem nhé. Ok bà con, bây giờ thì tới lúc là em xào ba rọi với mắm guốc. Thì mắm guốc thì em có nêm với đường với bột ngọt vô cho nó dịu lại. Mắm guốc thì xào xả, không lấy đũa luôn, lấy dao thôi mà. Đây thịt ba rọi mọi người ơi. Cái này kêu bằng là món cóc ổi mấy ghim chấm với mắm guốc xào. Mắm guốc mà cái dạng không phải mắm guốc mà chai á bà con. Không phải là mắm guốc vô hộp sẵn mà cái mắm guốc mà người ta bán nguyên một thao với đó ngoài chợ á, bình thường vậy đó. Lấy dao xào luôn rồi bà. Chứ không có đũa. Quá thì nồng rồi. Lấy miếng nước luôn. Đổ xăng lại đổ. Để cho mình. Xăng rồi đó. Nữa ha. Hết luôn. Gì như vậy? Nó xăng lại mà, hết luôn. Tất nhiên nó không đủ đó. Quậy lên hoài luôn nha. Mình quậy hoài luôn á. Nó khô khô rồi. Khô khét luôn không? Không có khét đâu, quậy hoài là không có khét đâu. Mình cho nó... Ồ, con món này mà nhậu bia một cái thôi rồi luôn. Nửa đêm khỏi ngủ luôn. Tao tháo vừa hút. Đây, xác cóc đi. Cua lấy tấm hết ra. Khoanh nè. Đã cắt thanh mỏng 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 vậy đó. Rồi bỏ luôn đi. Xui với trái đầu tiên thôi vậy. Cắt ngon. Ơi, bự quá vậy? Cái nữa đó. Đây, giới thiệu với anh em món cóc chấm mắm guốc. Không biết bà con đó vô cái ăn món này chưa? Mắm guốc xào đồng vàng nha. Ăn cóc chơi chứ. Ăn cóc à? Chiều chua nó vừa mặn. Hồi nhỏ hay ăn lắm mọi người. Cóc ổi mấy ghim á. Mà có cóc không mà, không có ổi, không có miếng ghim nữa. Vô cặn. Nè. Ăn này tốt rồi, không có ngủ luôn á. Ăn mà chúng mới bà gọi cho ăn đã lắm. Cóc. Cóc non. Bẻ một chùm ở trong nhà ngoại á mọi người. Có mà. Hả? Đây nè. Cóc cái mắm guốc. Ngồi nè. Ngồi xuống ăn đi. Ngồi 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 ngồi
ngồi xuống đây hả? Ở đây nè. Vô đây. Cảm ơn mấy hôm nha. Ừ. Im không, im không? Ngọt không? Ngon. Ngon không? Ngon. Nè, rất là nhiều vô. Ngon. Hả? Hay vậy? Chua chua mặn đá không? Ừ. Ăn miếng mà chấm một miếng mà thịt ba gội vô cái nữa. Ừ. Nè, miếng thịt ba gội, có thịt ba gội. Nè, cầm cầm tới túc tung cho. Có khế nữa nè. Nè, cạn vô ăn mày. Ngồi ở giữa luôn đi. Ngon không? Ngon. Ngồi ở giữa luôn đi. Cho nhìn thấy ba người. Trong nhà có rượu không? Trong nhà có rượu không? Ừ. Không. Ăn này uống rượu mới đã. Uống bia. Không, bia uống à. Hả? Uống cái cả. Bia uống no à? Ừ. Lấy cái hộp cà tôi quên lấy cái hộp ra. Ăn luôn. Hộp khế hả? Ăn nó đắng đắng rồi sao chát rồi sao? Làm được hết. Có điều hơi mặn mọi người ơi, hơi mặn xíu tại vì em nêm đường với bột ngọt cũng nhiều lắm luôn á, nhưng mà nó cũng còn hơi mặn. Sao mà không? À, cũng rút nhiều. Thật là chó dính. Thì đâu phải là mình chơi bấm guốc xào với thịt chứ không phải là thịt xào bấm guốc. Ừ. Bởi mà thịt nhiều quá giống như thịt kho bấm guốc luôn rồi gì nữa. Vô mọi người ơi, mời nha. Đó là nghiêm cấm mà phụ nữ có thai và cho con bú ăn vô. Coi video này mệt lắm. Nó ngỏ thèm chén miếng kìa. Vô ăn nè. Thôi. Chứ ngỏ ăn hao quá. Thôi hả? Ăn nè. Bạn ăn là ngon cái. Bùi. Nó bút mà. Ngon không? Ngon. Em tên gì? Em nói biết hả? Em này. Nhiều tuổi rồi? 26 rồi. 26 hả? Ừ. Bạn nhìn mấy cặn. Không biết nước rồi. Ăn này chấm mắm guốc phải uống nước. Nước lã vô nó mới đã. Lạnh á. Ăn đi. Kệ quá. Cái bọng có 5 trái ớt hay nhiều? À, hồi đó phải ăn bà cố, nó ăn lần á là phải là co găng ê hết trơn luôn mới chịu. Ăn mà tới ê găng hết trơn luôn. Thoát buộc thấy bà luôn. Mà nó có sẵn đồ ăn, còn liên cấp không? Thằng yếu ha. Ừ. Cóc chui vậy à? Cóc non một con chui vậy á. Cóc bẻ đâu vậy? Trong ngoài á. Bỏ đi tẩm không ai ăn nó rụng hết vậy à? Có ai ăn đâu. Gió rụng hết. Nó già rụng, ít ai ăn. Nó còi em á. Đây nè. Ấy là bẻ có 1 chùm 1 á, ít nhiêu luôn. Có khế là mà mọi người, khế trong ngoại luôn á. Khế hình như khế ngọt cái gì. Chua chua cay cay. Mặn ngọt ngọt. Khế ngọt. Dính. Ông nhà gần đây luôn hả? Dạ. Ông nhà gần đây luôn hả? Có. Ở đây là ai? Ở đây luôn. Chưa ai? Là thể. Hả? Đây hả? Ồ. Tập thể. Ừ. Ồ. Nó có định là lại chơi nữa. Ăn cơm chưa? Nó chút Út có làm cơm chút rồi. Ăn cơm cái lắp đồng nha. Ăn chỗ ăn rồi anh rồi. Ha.
hay là cầm ra một miếng cho bà ăn thử cho bà cảm nhận người ta. Cầm nguyên mâm luôn á. Con chỉ à? Ừ. Bà không tiêu rồi. Bây giờ cho thử ông anh dưới đây chứ xong cảm nhận thử. Đang lặn rồi, ông ăn. Mình bóc cho ông ăn. Ít kêu, ít kêu. Ít kêu trong chuyện cô Tích hả? Làm gì vậy? Không chuyện. Sao không chậm? Vừa nãy vừa chậm muối bên đi ông kìa. Qua đâu rồi? Rồi, ok, vậy rồi đó. Rồi, ăn vô. Cảm nhận thử ai? Rồi ăn rồi chia sẻ cảm nhận luôn nha. Chốc nhà đó. Ngon lắm. Ngon. Ừ. Cái gì ba? Đang nói bụng ăn này vô. No rồi. Chị ơi, ăn cóc cháu bánh quốc nè. Mới làm sao, mới làm sao? Mới ra lò. Mới ra lò. Được miếng này ngon. Đang con cá hả? Trời ơi, còn con quái. Khế không? Khế không? Bác bé tư. Sao vậy? Ngon quá. Bao lâu mà chết cho ăn ta? Lâu dữ, món này lâu dữ không có ăn đâu. Hồi lúc sanh em bé tới giờ. À. Ăn mùi. Chùa ăn rồi, nãy giờ ăn mấy miếng này. Ăn nè, ăn nữa nè. Có khế chứ. Thế cái ngọt chứ không phải cái chua. Bắt chỉ con này phụ nữ là khoái ăn thôi, dít dít lại miếng đó chứ nhiều lắm. Ừ. Em nhậu đi. Thôi mấy ăn này nhậu đâu có hết đâu. Ê cay cay. Cay không? Cay cay. Thôi ăn không? Khỏi. Chứ có mò nhậu rồi đó. Chứ có mò nhậu rồi nè. Cá lóc miếng chua luôn. Cá lóc đồng đủ quá trời ta. Cái gì là thơm quá vậy ta? Cá lóc. Cá lóc. Lóc nướng. Cá lóc nướng. Rau quế này cho ăn kèm với cá lóc nướng luôn. Ăn kèm với cá lóc nướng. Cái này mò nhậu mà đi ăn cơm á chứ. Quế tốt quá trời ta. Ăn cơm cũng được mà nhậu cũng được. Nào ăn cũng ngon. Quay nằm coi, nhớ. Nhậu luôn Nam ơi. Lâu quá rồi. Mã tới nè. Quay, ủa, quay. Cái này trái gì ngộ đi trời. Không đủ. Cái gì đó? Nước mỏi. Mắm ruốc với cốc. Đang nhậu bển gì vậy? Đang nhậu bển đó, đứa nhậu. Tính bắt cho mày qua bển. Qua bển luôn, nhớ tiền gì đâu. Tại rồi nhậu đi cho nó quay rồi. Không có, tại vì mà ở đây khỏi có công bác đưa về nữa, qua bển không đưa về nữa phải không? Bển ngồi với cậu là nhậu. Bển ngồi nó mát hơn. Ủa tao tính cũng vậy rồi chứ. Ổng đi qua đây nhậu rồi ổng muốn đi về đó. Cũng vậy à. Rồi bển qua rước đây rồi ổng muốn bê vỏ về cũng làm. Vậy có một cái cũng hai lần à. Cái nào cũng vậy à. Ba lần chứ sao mà tính đâu ra ba lần đó. Nếu mà từ bển qua đây là một lần đúng không? Đưa mình ở bển là hai lần. Mà chút đưa mình về nó là 3 lần. Là ổng chèo ngược về xuồng mình lên cái 4 lần. 4 mà. Đúng rồi. Mà bánh nó mát hơn. Vậy bây giờ có 2 lần à. Nè. Ăn thử miếng đi bác Năm. Đi rượu rồi mới vô. Ăn cái này coi thấm tình không nghĩa không có lý tưởng gì không? Trước khi quay phim bác Năm uống với quý cháu đại diện trong tiệc nhậu này, bác Năm xin đại diện uống với cháu một cối cốc bia nha. Bưng lên má ơi. Đón lên. Rồi. Vô. Đại diện cho mà quan viên hai họ, dòng họ hai bên. Dòng họ hai bên, đúng. Vô. Thấy chưa? Uống bia này mà ăn cắp xào mắm guốc một cái thôi rồi luôn Năm ơi. Lý tưởng ha. Bác Sáu làm thử miếng bác Sáu. Được. Rồi ăn rồi cảm nhận. Sao uống cái này mà giờ uống bia dùng mùa này là mấy trúng nè, chị nghệ hệ chứng dạ. Khách đó nè. Chứ đầu nước là không trúng. Ăn xào bác Năm. Mắm guốc xào đó nha, xào với ba gội. Ừ. Xả ớt. Rồi chứ kia uống rồi cũng ăn miếng mồi rồi ăn trước đi, bác ăn trước đi rồi coi thử như thế nào. Nó phát biểu mày.
đứa ngay một bến. Nhìn thấy con chảy nước miếng này vừa chua rất ngon mà vừa thơm mắm ruốc mà vừa cay cay vừa ngọt ngọt vừa có mỡ béo nữa thấm tình thấm đúng rồi có ba gọi đó bác Năm bé béo là ba gọi đó. Chơi cái này lý tưởng mà gán ăn ớt nha, ớt thì dữ lắm à thủy chứ không ca thấy mẹ cái cắn ớt rồi bỏ luôn á. Mày có ăn không chồng? Có biết lâu mới gần chồng với cái yên nhớ rồi trời trăng hết rồi đâu ăn gì luôn. Sao vậy? Sao lại bụng hả? Ừ. Mày bỏ tao không gài lâu rồi, tháng mấy rồi. Ở gà con ở Bạc Liêu. Tao mày làm cái đi. Rồi, ok. Rồi, vô. Vô. Rồi, đây, bác tên chị ta? Em của... Em có... Nè, ông thứ 6, thứ 10. Dạ. Đúng, không có dịp gặp thường, gửi thấy gặp thường biết liền. Dạ, dạ. Bác ngửi đâu ta? Cũng ở gần đây nè. Chú, bác gì? Qua anh Phải lại cầu sắt. Chú rồi con ơi. Chú rồi. Dạ, chú được rồi. Dạ, dạ. Chú nhớ. Dạ con là nhớ đây nhớ đây nè nhớ chồng dạ, biết rồi con nhớ trời. Thôi con kêu ông bằng ông chú rồi tại chưa đây bằng ông ngoại ở dưới đi à, đúng rồi ừ. Cái ông ngoại phải rồi đó trời ơi nó là ông ngoại nhiều lắm nhớ cái gì luôn ha ông ngoại cha nuôi tùm lum tùm lá cho nhá đó con phải tôn trọng cái điều kia tôn trọng thôi đúng rồi alo đang mua mắm. Ở dốc nữa. Nhà bác Sáu cậu ơi Dương Mười hả? Hồi nãy có nói. Mắm cá chê với cá rô. Vô ngoại con mày vô ngoại. Mới mở cỏ mới về. Đạt đi quấn banh rồi. Có cũng rồi. Mình biết á. Biết cái cục mà cầm miếng cốc mà giết ra cái cục thịt đó. Ừ. Ăn rồi. Tại con sắc thịt cũng hơi nhiều. Cái này làm ơn hả? Dạ. Ngon. Có không giống như là có không nhiều quá, có tắt sắc dạng hột lựu á, tắt bằng con tay út con út vậy nè. Con canh ăn một miếng cốc có mình giết với một miếng mắm guốc kèm với một miếng ba gọi. Thuốc rồi. Con dài uống ơn đi chứ không có uống nhớ rồi mừ. Dạ đúng rồi. Vậy làm đi em nói bác Sáu đi bác Sáu với bác Năm luôn đi ừ mưu chồng với mưu đúng rồi lẻ mà đi lẻ mà sao kỳ đó hai già bỏ gơ không được rồi cái thằng gì bán cà phê chồng nhớ cũng nhớ nữa hả dạ cũng nhớ là nhớ giống nhớ như vậy nhớ là nhớ bán quán nhớ nhớ này, quán nữa nhớ khác rồi nhớ này nữa ba nhớ cũng nhóc nhớ chứ trời mới kêu nhớ nhà nào bây giờ nhớ thằng nhớ nào lớn nhất ba thằng nào lớn nhất là nhớ con của bác Sáu lớn nhất nhớ hả rồi mày với nhớ kia con 30 thằng kia nào con không biết nữa nhớ bán quán chẳng quán, quán chắc cũng khỏi chặn đó à nhớ bán quán mình nhớ nào nữa nhớ bán ở đâu bán ở đâu bán từ nhỏ không bán quán ở chỗ chứ gà bự đi lên đó ở đây kìa đi công chuyện con đi công chuyện nhớ cây có giá trị là đâu anh bởi để cho quan lấy đồ cái bỏ quên rồi ô sợ đảo hoài về đó về đâu vậy mà về không chào bác Sáu bác Năm gì hết trơn có vậy thôi về bỏ luôn đi về nó vậy bỏ mày nhớ rồi mày làm gì mày đưa không mày đi về chọn ê mày sẵn mày lấy cái giáp da đi về em đâu luôn cái chọn có còn ông ngoại đi nghe mà nó dốc không được mày mày về bỏ mày trời mưa tới rồi đó chồng ơi làm sao có được đi đó thiên coi dòm ngó mày đó nó hoài lại không có vậy đâu mày nó dốc người lớn mà thiên lo dòm ngó mày đó cháu ngoại mà không lẽ nó dốc con ngoại nó chết à vừa chén đũa son à, nhỏ con nãy con xào hút á vậy đó hả dạ cái này nào làm luôn á làm tại chỗ mình quay cho mọi người coi luôn mà coi công thức về làm cái món chế biến một cái món cốc ổi mì ghim chấm mắm guốc xào bà gọi lá này lá gì con lót như lá này cái lá đó cái này luôn nè ốc non ngon quá trời luôn á. Ừ, cái này non nè. Ốc non ngon hơn cốc già. Ờ đúng rồi. Mình ăn cái này là có gan ăn khổ bỏ thì chết nè. Trời ơi, vậy là bác Sáu nói chú Mười hả? Vậy còn nghe được nói gì cũng có. Mình có gan ăn khổ bỏ thì chết á, mà không có gan bỏ thì nó cũng ở ngoài vợ chồng là còn cứ ngắt rồi. Thôi con phải gọt vỏ rồi mới được cái vỏ chua quá. Chua à? Đúng rồi. Chua ăn mắm guốc mới ngon. Chua mắm guốc nó đỡ mà chua. Chua quá còn không nổi rồi. Không có cái vỏ. Trần cái lợi hại thiệt chứ. Không, cậu như nhỏ mình là trúng hết. Khô mà đổi không đổi luôn. Đổi.
Nói chung thấy đơn giản là làm cũng vô, cũng đơn giản vậy đó là cũng là bén đó. Thì bụng trắng cũng vô nữa. Đúng rồi. Thiệt đến đó. Mà phải bụng bụng phải mạnh mặn nha. Yếu yếu là đêm 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 luôn á. Nói mình nhớ ha, thiệt chứ mà xạo này ha, mà đang cung ngủ ra quất hồi cái bụng không như chó con à, mà ăn bụng như chó con ăn thế luôn á, bụng trong bóc luôn á. Trong bóc như chó con. Ăn trong nhà không ngon đâu, ra hè á, ra hè ăn mới ngon chứ ăn nhà mà ăn cung ngủ á. Cung ngủ á bây giờ bất cứ gì ở nhà mà cái đồ đó mà ăn không ngon mà đem ra ruộng đi, đem ruộng là ăn đụng cái thiệt chứ là nó ngon, ruộng nó hồi nó no mày kia luôn. Thì mình đi ruộng rồi mệt á ha. Ăn. Ăn đói nữa, no không hay luôn á, đói. Nếu mà cái nhận thấy no rồi đó mà cũng còn gán á, cũng như mắm sống rồi đi mà khi đó đi bằng mệt vậy cũng ngồi mắm sống mà cái sạc mà nó ao đó ngon ha, ngủ đây ba ruộng sắm mình bóc con cục con ngủ rồi nè, con chạy cái hè mình ăn hết trơn rồi cái bóc con mắm sống nó lần nữa không ngon có sợ nè. À con ngủ cái mình dắt 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 ăn có gì trong khi nó bụng mình đói nữa, đói nha mấy ngon, mấy ngon đói ăn cái gì con có ăn giống gì cũng ngon hết trơn đó thiệt luôn á. Đi bởi vì nhà không có lao động ăn không có ăn không ăn cũng vui tình đi ruộng chú biết ở ngoài đồng chú biết ruộng nếu mà đói rồi ha cái giống gì đem lại quá đói rồi lúc mà ăn cũng có ngủ ăn cũng không sống mà lưu sinh không cho đó là ta đang ăn xin cái gì mình no mình lo cho mình no cái đi ai dư ai ăn làm gì là bởi vì đi ruộng mà có nhiều món mà ruộng nó độc đáo thì cá khô khô đồ á, cho trộn bỏ tiêu, bỏ tiêu hành rồi ha, mắm chân thì ở đó tôi thấy nhất là mắm chân với cá khô tiêu gạo lúa một bụi thôi cái cơm nếp chà hồi đó ba cái hòa bình trắng bảy rồi đó ông trắng bảy trời ơi dễ gì kiếm cái trắng bảy đâu có bảy là cái gì ta trắng bảy rồi đó lúa mùa trắng bảy lúa hòa bình mà biết lúa hòa bình không không trăng bảy mà nhà con trăng bảy ngon luôn hòa bình luôn bốn người mà nấu hai lon chú bò ăn hết thì chửi nó nở đồ mà nó ngon cơm nó sắp mềm mà nó thơm à có cái là lúa trăng bảy hả trăng bảy trăng bảy rồi trăng một bây giờ tiêu mấy chục năm nay rồi hòa bình hơi hòa bình đầu tiên thì trăng bảy cũng tiêu luôn à. Cái là gạo trắng bảy rồi gạo trắng bảy hồi đó con nghe là một bụi với gạo thơm tài nguyên cái loại đó không bằng hai loại kia sao giờ, nếu mà không có thuốc giờ, men gì chứ thuốc men vậy là cái lúa bị tiệt chủng rồi diệt diệt cũng tiêu luôn giết nó bằng thì năm cơ bởi vì nó đâu có nở đâu có chúng bằng năm cái năm cái năm nó cũng mất mà nhưng mà mận công có mười mấy dạ bây giờ mận công có tấn tấn mấy với nó chơi chơi bỏ mà ăn ăn ngon dữ dằn ngon lắm còn giống đó làm bậy nữa làm bậy á mận công hay công cái mình đủ mình ăn bây giờ được mận công trắng bảy quý cỡ nào trời con trắng bảy với ba bằng ngách tê mới 25 rồi bây giờ không có ghé nó luôn nó mất cái tiền không ghé nó luôn lúa thốn bây giờ bình thường sẽ hổ ăn xếp sộp à, cũng ngon lắm. Chứ ăn cơm nguội mà ăn với mắm sống cái này thôi. Nước thơm mà sao mà bằng cơm nó nguội rồi ha. Mà cái mà bỏ trong cái chén mà mày già mày ăn hết không bao giờ nó dính trong cái chén với đũa. Mà con ăn nha. Mà con nguội cũng vậy nó vẫn nó mềm ngon, cơm. Ngon dữ dằn lắm. Ừ, nó vẫn mềm mà cơm. Hộp cơm lên nè, không có. Vẫn cơm mềm. Ừ, cơm mềm không mày nấu bữa nay mơi cũng vậy. Đó. Đó. Có cục hộp chấm á. Nó không dính rồi sao? Cái tay bóp tay hú quá giết mũi hạn được rồi trời ơi trắng bảy nhiều giấy gì kiếm ha rồi đó mình quét bánh phòng á nếp bù đuôi với nếp rồi sau nếp móc lương không rồi ba cái nếp bây giờ khỏi quét cũng có học không học hết ba cái thằng một bụi á nói chung ra nó có trúng ta mới bất ngờ làm lại với nếu mà không trúng bỏ mẹ luôn với cà lê trắng với một bụi bờ đìa gì đó bụi đó một bụi bờ đìa nó sắp trúng chứ cái thằng bầu bình thằng trống bảy nó không dám trúng đó nó ngon thì không dám trúng tại hai nó trúng là vẫn còn á không trúng là bỏ luôn có đài thơm nó cũng dạng chung chung thôi vì thằng cháu ngoại vô nó bỏ bạn rồi vậy nó mạnh ngùi lá cậu ơi gặp ông ngoại đá chơi hay đá độ nó chơi chiều với thể dục thể thao với chú nó ở bên xã đội không gọi nó cho ông ngoại nó đâu vậy mới tin mà giống nó nói xét lại cho nó nói chuyện với giống nước ngoài quá thằng trọng hả ừ dạ đúng rồi nó giống nước ngoài quá thôi anh bển á
Nó bệnh hả? Dạ. Giống như là chú ở bên đó thì nó ở bên đây kiểu là nó ở bệnh á. Nhưng mà chú cũng đang ở bệnh mà. Ừ. Chú với bác năm bác sáu cũng ở bệnh hả? Ừ. Bên xong á. Giáp ganh hả? Dạ. Giáp ganh như là với Trung Quốc, Việt Nam giáp hả? Dạ. Nó người Trung Quốc hả? Nó giáp như mới nói ở Việt Nam mình giáp Trung Quốc. Ý của con á là chú đang ở bên sông á thì nhìn nó thì nó cũng như đang ở bên bển á, ví dụ như con ở đây nè. Thì bác năm với bác sáu cũng ở bển á. Thì ở bển mới đưa. Không. Ở bển là bên sông á. Còn nhớ nói mở nữa. Tao bỏ lại. Mà tao cũng giỡn luôn, tao nghe. Tụi mấy lóng lại nghe mẹ nói. Bên sông bên đây chẳng như nói đụng thằng Trung Quốc Việt Nam giáp ra. Ở bển mà. Thằng này thì nó nghĩ nước ngoài. Nó ở bển á. Bên sông. Tao bỏ lại luôn nha. Nó bển á. Năm có nhóc. Lá mà đâm lá. Lá tui. Ngày qua ngày bữa thằng Trung nó làm hết hơi. Con từ đó giờ con chưa từng ăn mà mấy con đuông đó. Trời ơi, cho nên béo. Muốn ăn thử một lần cho biết. Mày thích ăn là chiên hả? Ăn sống trước. Là ăn sống. Ăn sống trước một cái. Ăn sống với nước mắm phải không? Không. À. Đúng. Con muốn cái từ đó chưa thử nhưng mà muốn thử là tao muốn thấy thằng ăn sống trước nó chịu. Tao thấy thằng Út Hay Quết nè, nó ăn tao lắc đầu. Sao? Nước mắm à. Nó dầm ớt vô cái đàng hoàng hết trơn ha. Cái con đuông nó xuống nhăn vậy đó. Nó thả vô rồi cái đem ra nó căng. Nó lấy đũa nó dầm cho con đuông nó bể ngang rồi nó thấm rồi cái là đem ra nó cắn ăn. Rồi nó béo đã lắm trời. Muốn ăn chưa? Chưa. Tao thấy tao nói thiệt chứ. Nó lắc đầu. Không, tao có ăn kiểu này có là năm ăn này nè. Chiên bở đuông dừa, đuông lá cũng vậy. Tao nói bây giờ ra lá năm tao nói tháng này mà nắng hả nó hạn quá rồi đuông không kiếm giờ nhớ một chục con nữa nhiều không có như chỗ không có đi bắt con đi bắt chung luôn cho mày dài con đi bắt chung luôn bắt mày mấy chục con đem, không mà để con quay phim cái cảnh bắt luôn á đem máy theo luôn bây giờ bắt gọn khô à mới chiều cũng được đó thôi vậy đi nếu mà không bắt xuống bắt nhiều bây giờ nếu mà mưa xuống cho nhiều cho nó ngập là bờ nó mưa xuống ngập ruộng nó trồi đầu ngập ruộng cái nó trồi đầu lên dễ bắt hơn dễ bắt nhưng mà khó cái nào mưa con nhắn tin cho nhưng bây giờ thắng nắng ơi em nói vậy giờ bắt khó bây giờ không, anh động cái nó chuối mẹ lúc chứ mày vừa nhổ cu hủ lên mày bỏ tay với mày móc cu hủ lên là bốn năm con nó ngã rồi cả 20 bụng tao đó tao bắt nhiêu đúng không biết thế bắt nếu hiện tại bây giờ được không nè bắt hơi khó được là ngày mai đi ha mai được không ta mai bắt năm bắt sáu với chú mười rảnh không mai à mà có mà sao bắt được lúc này không có nè sao không có nó bắt là có đó mà cái dạng sợ đụng không có nhưng mà nó nha tao nói là mưa mà cái cầu nó ngập mí ruộng đó thôi mày nói đó tao đồng ý mà nhưng mà về thắng khô này con phải biết ý nha là đi thằng đem cây dao ha là để tao nói hết cho nghe là thắng nắng rồi nè là con vừa nhổ thấy cái bụi lá nó tàn ha con vừa nhóm cu hủ thọt tay móc cu hủ một bốc 4-5 con thì anh động nước với tưởng nó rút với không à mình mất công để mưa nó xuống ngập mưa thì nó trồi đậu lên rồi lại rút cái là nó nằm ở trên không vậy trời ơi trời tao ăn cái cây của đó tao hôi kiểu vậy là mình chơi hai lần luôn bây giờ mình chơi thử trời nắng rồi đợi mưa thêm chơi thêm lần nữa rồi tao thì mưa xuống nước nước ngập ruộng tao với bắt sáu về chiến nghiệp bắt lúc này bắt nhà không có tụi mình không dám ăn kiếm mà kiếm nhiều nhớ chục con có kiếm gì là đi con đi chung luôn cái khu vực ngang cửa rồi cái đám lá đó nó thiệt cái bắt mà hơi ăn nổi hay không trời con phải thử ăn sống trước rồi mới làm chế biến sau ăn sống tao không dám nữa chứ tao hồi trước tao ăn là thiệt trời bỏ lên cái bắt cái nhớ nó thấy ta làm nó bắt cái nội ha thôi lần này nó có ăn còn chưa con chưa từng ăn luôn con thiệt mà thấy làm đúng không đúng rồi con thấy người ta ăn thôi một tao không làm được không tao thấy nhiều thằng nó ăn béo mà tao bây giờ nếu mà ngày mai được á thì ngày mai được không được thì con được cái trời bắt mát bắt không được nha không có lúc này không có người sợ ba cái lá nó bị nắng quá lúc này năm nay nó bị nắng quá sợ là lá chết bụi chứ không phải luôn nha không gọi lá chết bụi nắng khác tao nói cái cây cà bắp nè mày nhìn cái cây cà bắp mày mình biết ông nắm nhóng thử cái lên nó ăn ăn biết à nhóng thử lên sợ này nắng quá sợ lá nó chết á lá nóng rồi nó xỉu mình nhóng lên nhóng cà bắp lên nhóng lên còn phải thọt tay với thằng nắng này mời
Rồi, có gì mai con gọi cho bác Sáu. Mai nhắn thêm cho nhiều lại trước. Có chục ngày con. Nếu mà mưa mà nó đi gần nó ngập một cái ha, nó thiệt ok nhưng mà cho mẹ ăn. Có. Trời ơi, nhớ được đấy. Muốn ăn sống. Chục ngày con cho nhớ ăn sống. Chục ngày con trời ăn không ấy. Ngon à. Mai ngủ cần đi. Cần nhổ nữa không ta hả, đi theo nó cầm máy. Nó đi theo cho nó ăn chơi. Cần hả? Mà. Nghĩ đi. Chứ là bắt rồi là kiếm cũng chằn ngại lắm á, không phải như vậy đâu. Khó lắm. Chứ là mưa nó nói mày ngập đá con cá đi, mày muốn ăn bao nhiêu. Mà nó trồi đầu dễ bắt nữa. Đó mà 100 con là bình thường. Mà lại mày nhóm cái cây càng bóc nó lên cái củ hủ nó nè, bụi lá nè. Là gì mà thấy có cái dấu ăn. Có dấu là nó tay, có đó. Thọt tay xuống liền lẹ. Thường ta nói chục con đuông đỡ một cái thịt heo, nó không đỡ. Sao không đỡ? Thịt heo mắc lắm bác sao ơi. Có gì nữa. Đợi 100 ngày. Không, nếu mà biết ăn rồi ăn. Vậy ăn chín ăn rồi. Là theo bây giờ là con trăm mấy vậy. Vô, cái ta. Mà sao nó nào uống chưa ta? Uống rồi. Hai chục con đuông. Hai chục con đuông mà một cho một cái heo. Chào mọi người nha, kết thúc video mọi người ơi. Hẹn mọi người video sau có thể thôi chứ em chưa chắc ăn gì mấy rồi có thể đuông dừa. Thì mới đi điện thôi bây giờ kính thưa các bạn thân mến, thì bây giờ bữa nay vừa là bữa nhậu hôm nay chỉ có 4 người thì là hứa vụ đuông thì nhân vậy là ngày mai trong số giòn là ba anh em phải đi tạo từ 20 con tới 30 con thì các bá chủ thì cũng nên thông cảm cái chuyện này đi thì bây giờ nói thì phải có chứ mà